Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chúc quý vị lễ tất niên của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Đình Vùng Hoạch Thịnh Đốn đã được tổ chức vào trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 12, 2019 tại thành phố Fortress, Virginia. Chủ nhật cuối cùng của tháng 12, 2019, ngày 29 Tây, tuy trời đã vào đông nhưng rất ấm và mưa rả rích, nhưng không nản lòng, những hội đoàn, những đồng hương và tất cả hội viên của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định Vùng Hoạch Thịnh Đốn. Họ đến để tham dự buổi tiệc tất niên hàng năm và đặc biệt lần này là lần thứ 3 bầu cử ban chấp hành. Ông Nguyễn Vĩnh Hưng lại được tái đắc cử Chủ tịch Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định Vùng Hoạch Thịnh Đốn. Được biết, từ ngày hội thành lập năm 2016, trong 6 năm, hội đã có trên 200 hội viên. Và mục đích khi thành lập hội là một tổ chức thân hữu bất vụ lợi, kết hợp bởi nhóm người Việt tị nạn Cộng sản đang sinh sống tại hải ngoại, đã từng làm việc hoặc cư ngụ trong phạm vi thủ đô Sài Gòn và vùng phụ cận, Gia Định trước ngày 30 tháng 4 1975, nhằm các mục đích duy trì hình ảnh của Sài Gòn, thủ đô của miền Nam Việt Nam, kết hợp cả ba miền Nam Trung Bắc, chia sẻ tâm tình và tạo tinh thần tương thân tương trợ giữa người đồng hương, đóng góp với cộng đồng người Việt tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong các công tác bảo tồn và phát huy văn hóa, giáo dục và xã hội. Điều kiện gia nhập hội phải có tinh thần quốc gia chống cộng sản. Và sau đây là lời chia sẻ của ông Hội trưởng Nguyễn Vĩnh Hưng. Kính thưa quý vị, chúng tôi hôm nay nhân cái tiệc tất niên, rồi chúng tôi có bầu lại ban chấp hành của nhiệm kỳ 2020-2022. Và chúng tôi đã được đồng hương của hội tín nhiệm và tái nhiệm để điều khiển ban chấp hành cho nhiệm kỳ tới. Kính thưa quý vị, là hội này sinh hoạt từ năm 2014 cho đến nay, do đó mà đồng hương và thân hữu có biết đến hội chúng tôi nhiều là nhờ chúng tôi có tham gia vào tất cả những sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hóa và giáo dục của vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tất cả những cái sinh hoạt mà của cộng đồng vùng này đều có sự tham dự và tham gia của chúng tôi, vì chúng tôi có được nhân lực. Và nhân dịp ngày hôm nay là về cuối năm, chúng tôi cũng xin cầu chúc cho toàn thể quý vị khán thính giả năm mới an khang thịnh vượng, nhiều hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Tôi ở trong hội Múa Đỏ, cho nên tôi nhập hội Gia Định và Sài Gòn Gia Định là vì tôi thấy rất có giữ lại lịch sử cho nước Việt Nam, để cho mọi người, bà con về sau, con cháu sẽ theo chân hội của chúng ta để biết Việt Nam là ở đâu. Mặc dù các con cháu nó sanh đẻ bên đây hay nó sang bên đây nó nhỏ tuổi rồi, nhưng mà cái hội này sẽ là một cái hình ảnh để chiếu lại những Việt Nam như thế nào, Gia Định ra làm sao, Sài Gòn ra làm sao, thì cho các em sau này họ biết tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự tiệc tất niên của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định Vùng Hoa Thịnh Đốn. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau.